Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Toyota Corolla Cross nhé. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2023 rồi, và cũng đã bắt đầu sang cái tháng 7 âm lịch. Vậy thì hôm nay em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết cho anh em về mức giá ưu đãi tốt nhất ở cái thời điểm giữa tháng 8 này, cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại đặc biệt nhất để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cái dòng xe Toyota Corolla Cross này có thể nắm được. Dòng xe Toyota Corolla Cross này là dòng xe gầm cao 5 chỗ đang cạnh tranh trực tiếp với rất nhiều đối thủ có trên thị trường. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Honda HR-V này, cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Creta hay là chiếc xe Kia Seltos, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em luôn. Đầu tiên đó là cái phiên bản Toyota Corolla Cross 1.8G. Bản này thì đang có mức giá là 755 triệu. Với mức ưu đãi ở thời điểm hiện tại thì đại lý bên em đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 55 triệu anh em nhé. Và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, cam hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 803 triệu. Trả góp thì đang là 216 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 785 triệu. Trả góp thì đang là 201 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhé, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 769 triệu. Trả góp thì đang là 182 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký rồi. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì vui lòng thêm cho em cái tiền chi phí dịch vụ anh em nhé. Đó. Đối với anh em mua qua trả góp sẽ phải bắt buộc mua thêm cái bảo hiểm thân vỏ, vì là đối với những anh em mua qua trả góp sẽ không được tặng cái bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó, anh em lưu ý cho em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai. Đó là cái bản Toyota Cross 1.8V. Bản này thì đang có mức giá là 860 triệu. Với mức ưu đãi của đại lý bên em cũng được giảm trực tiếp cho anh em lên đến trên 60 triệu anh em nhé. Và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản nữa. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 915 triệu. Trả góp thì đang là 243 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 893 triệu. Trả góp thì đang là 226 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 880 triệu. Trả góp thì đang là 208 triệu. Với cái bản 1.8V này thì hiện tại đại lý bên em đang rất nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Với mức ưu đãi vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Và cái bản 1.8V này thì thực sự là ở thời điểm này cũng rất nhiều anh em lựa chọn và mong muốn lấy cái bản 1.8V này. Cơ bản thì option đầy đủ và những tính năng an toàn thì cực kỳ là hợp lý. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3. Đó là cái bản Toyota Cross 1.8HV, bản Hybrid. Bản này thì đang có mức giá là 955 triệu. Và chính sách giá bán ở bên em thì đang giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em lên đến trên 55 triệu anh em ạ. Và cái phiên bản HV này thì bên em vẫn được tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ đối với anh em mua qua trả thẳng anh em nhé. Còn anh em mua qua trả góp sẽ không được tặng. Đó. Và tặng anh em thêm gói phụ kiện cơ bản nữa. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 027 triệu. Trả góp thì đang là 269 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 003 triệu. Trả góp thì đang là 250 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 989 triệu. Trả góp thì đang là 232 triệu. Với cái bản 1.8HV này thì bên em cũng đang rất nhiều xe và mức ưu đãi vẫn còn có thể linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Vừa rồi thì em đang chia sẻ tới anh em ba cái phiên bản của cái dòng xe Toyota Corolla Cross với những cái chính sách giá bán và các chương trình ưu đãi khuyến mại và tính tổng lăn bánh rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy
thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại trên màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi cái bảng tính nhân bánh và chi tiết quà tặng nó sẽ cụ thể hơn anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh nhé. Vì kênh Xe Giá Tốt 24 giờ của em là kênh em chuyên chia sẻ về giá xe, cập nhật liên tục chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động của thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. We'll be right back.